Mến chào cô chú anh chị đã theo dõi kênh Nhà Đất Bình Dương. Hôm nay em đang có mặt ở tại xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà như thế này đây ạ. Sau đây em xin được chia sẻ với cô chú anh chị về vấn đề đường xá cũng như con người ở đây nha cô chú anh chị ơi. Vâng ạ, đây chính là căn nhà hôm nay gia chủ gửi em bán. Căn nhà này ở tại là địa chỉ tại xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ vị trí căn nhà này, mình di chuyển đường này. Đường này là đường DH507, là một tuyến đường là huyết mạch kết nối với tất cả các trung tâm cũng như là xã. Từ vị trí nhà này mình di chuyển theo hướng này, khoảng tầm là đúng 260m là mình tiếp cận đến Ủy ban xã Nhân dân. Tiếp tục di chuyển từ vị trí nhà đến 700m là mình tiếp cận được là chợ An Linh nha cô chú anh chị. Căn nhà này á thì từ vị trí nhà mình cũng di chuyển hướng này lên khoảng tầm 800m mình tiếp cận đầy đủ các tiện ích như là trường tiểu học này, trường mầm non này, lên cây xăng thì hết khoảng tầm là 13 cây nha cô chú anh chị ơi. Từ vị trí nhà này mình di chuyển qua hướng bên này là khoảng tầm là 1 cây 2 là mình tiếp cận được một cái nhà thờ Thiên Chúa, Đạo Thiên Chúa ạ. Nhà thờ Đạo Thiên Chúa ở xã An Linh là chỉ trong vòng là 1 cây 2 thôi. Còn trường học, trường trung học và cơ sở An Linh mình di chuyển cũng theo cái tuyến đường này là chỉ có là 800m thôi là mình đã tiếp cận được trường học trung học cơ sở An Linh nha. Còn về cô chú nào anh chị ở bên Đạo Phật thì mình lại quay ngược lại, mình di chuyển theo hướng bên này là hết tầm là 1 cây 8 là mình có ngay một cái chùa Phật giáo Thường Linh nha, là cách mình là 1 cây 8. Còn chùa Phật giáo Phước Linh là cách mình là 2 cây rưỡi. Hai chùa nha cô chú anh chị, hai chùa Phật giáo, một chùa bên này là 1 cây 8 và một chùa bên này là 2 cây rưỡi ạ. Từ vị trí nhà này mình di chuyển theo cái hướng này, mình di chuyển ra đường ngã tư ngã ba Kỷ Nhượng, tức là ra đến đường DT741 là đâu đó khoảng tầm là, từ vị trí nhà này mình di chuyển ra đường DT741 là khoảng tầm là 13 cây số nha cô chú anh chị ơi. Ở ngoài đấy thì đầy đủ các tiện ích. Đó, mình ra đến đường DT741 mà. DT741 là tức là đường quốc lộ 13 xưa ấy cô chú anh chị ạ. Còn bây giờ là gọi đường DT741. Vâng, còn sau đây em sẽ mời cô chú anh chị mình cùng với em tham khảo qua căn nhà này nha. Trước tiên mình vào nhà là em sẽ chia sẻ về hướng nhà. Hướng nhà ở đây là hướng tây nha cô chú anh chị ơi. Đó, còn bây giờ em sẽ di chuyển vào căn nhà. Em xin nhắc lại là căn nhà này có diện tích hiển thị trên sổ là ngang là 10m, dài là 700. Ngang là 10m, dài là 70, có 400m thổ cư luôn ạ. 400m thổ cư nha cô chú anh chị. Bây giờ 100m thổ cư là mình mua với cái giá là gần 100 triệu rồi. Ở đây mình có 400m thổ cư lận luôn. Đó. Nhà thì trước nhà thì cũng có trồng một số cây cảnh như ở đây là cây mai. Đó. Mai này là cây mai vàng của chú anh chị ạ. À. Gốc cũng khá là to. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có một số cái bụi xả cũng như là tự cung tự cấp trồng một số cây rau. Đó. Đất của mình ngang 10m từ cái trụ cột bên này kéo dài qua bên này nha. Đây. Kéo dài cho đến là đến cái hàng ranh này, giữa cái đống rau này, luống rau này, chạy thẳng qua bên trong. Đó. Đầu đít đều cân nhau hết nhau cô chú anh chị ơi. Đó. Hiện tại là gia chủ xây cái nhà này bị vướng cái cột điện nên đâm ra là ở đường trước xây hụt vào một xíu nha. Cái hiên trước thôi. Cái hiên trước là làm rào hụt vào một xíu, nhưng mà đất của mình là thuộc qua cái khu vực này nha. Đấy, cô chú chị có thể thấy là trụ này. Đó. Ở trong đấy có hai cái trụ đấy để ranh giới rõ ràng nha. Khi mà gia chủ bán thì sẽ tất nhiên là sẽ kêu địa chính vào để đo lại một lần nữa, giao cho cô chú anh chị đầy đủ các diện tích nhà nha. Hiện tại là sổ hồng đang cầm tay là có thể là công chứng ngay trong ngày được luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó. Còn bây giờ em bước vào nhà, nhà thì đều được rào hết rồi cô chú anh chị ạ. Ở đây thì mình có cái cổng này cổng sắt. Vào đến nhà thì cô chú anh chị thấy có một cái hiên như này. Cô chú anh chị mình có xe hơi thì mình có thể đậu thoải mái nha. Đậu ở ngoài nhà hoặc ở trong nhà cũng được nha cô chú anh chị ơi. Nhà thì có 2 ngăn. Đó, một ngăn nhà bên này và một ngăn nhà bên này.
cô chú anh chị mình mua vào mình có thể là ngăn đôi ra, mình cho thuê cũng được nữa. À, hiện tại thì khu vực em thì đang cho thuê cái những cái nhà như thế này với giá là 3 triệu trên một tháng cô chú anh chị ạ. Đó. Về cái diện tích nhà thì gia chủ xây ấy, là ngang ấy, là chiều ngang là 10m, chiều dài là 21m, tổng là 210m2 cô chú anh chị ơi. Cái hiên này thì mình có thể đậu được có khoảng là 2 đến 3 chiếc xe hơi, đậu ở trong nhà có khoảng được 4 chiếc xe hơi nha cô chú anh chị. Ở trong nhà một chiếc, trong nhà một chiếc xe hơi, ở ngoài đây một chiếc và đây một chiếc, và ngoài sân đây một chiếc, mình có thể đậu được 4 chiếc đó. Bây giờ em sẽ di chuyển vào nhà. Nhà thì em thấy thì cũng còn được khoảng là nhà này còn được có khoảng là 65% nữa cô chú anh chị ạ. Đó, nhà thì xây ở ngoài đây mà gia chủ thì đã làm cho mình cái mái tôn ra ngoài đó, mái tôn ra ngoài che em phủ mát cho mình. Đây, bây giờ em sẽ bước vào không gian nhà. Nhà thì cửa này thì gia chủ làm một cái cửa kính nhưng mà khung là khung sắt nha. Đây, ở không gian nhà đây cô chú anh chị ạ. Em xin chia sẻ là tất cả mọi thiết bị cũng như là đồ gia dụng trong nhà là gia chủ xin được mang đi chứ không để lại cho chúng ta nha. Gia chủ chỉ bán cho chúng ta là một căn nhà cũng như mảnh đất như thế này đây. Một cái căn phòng khách này khoảng tầm là 25m2 cơ chú anh chị ạ. Đó. Ở đây thì mình bước vào thì mình sẽ có được một cái phòng ngủ. Đây ạ, đây là phòng ngủ. Đó, nhà thì trần là trần gỗ nha. Trần thì trần gỗ. Đó, trần gỗ này thì rất là mát. Phòng ngủ này thì rộng khoảng tầm là 20m2 thôi. Đó. Mình mua căn nhà này mình có thể cho thuê hoặc mình sửa lại mình kinh doanh buôn bán, tại vì vị trí này rất là đắc địa. Khu vực thì dân cư đông đúc. Còn mình bước qua bên này thì mình có một căn nhà như bên này có chú anh chị để thấy. Đấy, một căn nhà như này. Di chuyển ra ngoài đây là mình có một cái không gian. Không gian đây, chỗ rửa bát các thứ đây. Về cái nguồn nước hiện tại gia đình đang dùng là nguồn nước sạch cũng như là nước giếng của chú anh chị ạ. Đó, mình muốn xài nguồn nước nào thì mình xài. Đó, đây thì mình có một cái không gian nhà bếp. Nhà bếp này thì bếp gia đình. Đó. Một không gian nhà bếp gia đình rộng rãi như thế này. Đó, nói chung căn nhà này mình mua, mình đầu tư cho thuê hoặc là mình kinh doanh buôn bán rất ok nha. Đấy, bồn nước đây. Đó, về cái bồn nước này em nghĩ là gia chủ là chắc là sẽ để lại cho mình nha. Còn bước ra ngoài đây thì mình có cái giếng này. Ở đây thì xài hai loại nước, một là nước máy, hai là nước giếng. Đó. Còn bước ra đây thì mình có một cái nhà tắm. Nhà tắm cũng như là nhà vệ sinh nha cô chú anh chị ơi. Nhà vệ sinh thì sát bên cạnh đây. Đó. Ra đây thì không gian đất trống. Ngày trước thì gia chủ có nuôi heo nên đâm ra là khu vực này thì có những ngăn ô đây. Ở đây thì được gọi là ba vuông. Ba vuông này để nuôi heo cô chú anh chị ạ. Đó, bây giờ thì không nuôi rồi. Hiện tại thì gia chủ cũng rất là cần tiền. Nên là bán với cái giá là chỉ có là 2 tỷ mốt thôi cô chú anh chị ạ. Khu vực ngoài đây thì đất trống, thuộc đất của mình luôn nha cô chú anh chị ơi. Ngoài này thì gia chủ cũng có là vây lại cũng như là rào lại, xây 4 bức tường đều là tường gạch hết để chăn nuôi gà. Đó. Đây thì mình có một bụi cây mía này cũng như là 3 cây thanh long. Đó. Còn đây là khu vực là chăn nuôi. Đấy, chăn nuôi gà. Rất là phù hợp với cô chú anh chị mình không muốn ở thành phố nữa. Mình muốn tìm một cái căn nhà cũng như là một cái mảnh đất phù hợp để mình kinh doanh, làm ăn thì mình có thể là quan tâm đến cái căn nhà này. Hiện tại là cái mức giá này rất là rẻ cô chú anh chị ạ. Đó, mức giá này hiện tại là chỉ có là bán đất tặng nhà thôi nha, chứ không phải bán nhà đâu nha. Nhà thì chả đáng bao nhiêu tiền hết. Đó, nhà thì cũng xuống cấp rồi, chỉ còn được 65% thôi. Đó, ngoài đây thì có chăn nuôi gà qué, chuồng trại đây. Đó. Trên đất ở ngoài đấy thì cũng có một số cây ăn trái. Như cô chú chị thể thấy trước mặt màn hình chúng ta đây, đây là một cái loại cây. Cây này hình như là cây nhãn cô chú anh chị ạ. Cây nhãn hoặc cây chôm chôm gì đó em không rõ. Cô chú anh chị nào biết thì hãy comment ở phía bên dưới nha.
Cũng đừng quên là để lại cho em một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ em ạ. Đây thì mình có một cái trang trại này, một cái nhà để mà nuôi gia súc, như ở đây nuôi gà này. Đó, ở đây gà rất nhiều, gà con này. Đó. Cô chú anh chị nào thích thì em sẽ xin lại đàn gà này để cho mình nuôi nhé. Đây là chăn nuôi gà. Đây thì có một cái sầu riêng nhỏ. Xuống xung qua vào khu vực này nữa là mình có cái ổi này. Cũng có 2-3 cây sầu riêng nhỏ, cũng như là một cái mít. Mít này là mít Thái. Ổi này là ổi cái giống ổi tô nữ nha cô chú anh chị. Giống này đang rất là ngon nha. Đó. Đây thì mình có một cái cây, cây này gọi là cây na nha. Hay thường gọi là cây hay thường gọi là cây cái gì nhỉ? Đấy, ở chỗ em thì gọi bằng cây na, còn ở chỗ anh chị á, thì gọi là ở đây thì là bốn xung quanh rồi đó. Cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại là 0928 071298 ạ. Còn từ vị trí lô đất mình di chuyển là thành phố Thủ Dầu Một là em đo trên Google Map ấy là hết là 50 cây. Còn cô chú anh chị ở trung tâm với thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển xuống căn nhà này là hết 73 cây. Còn ở thành phố Đồng Xoài, mình di chuyển xuống đây là hết 33 cây. Còn đối với anh chị ở trung tâm thành phố Đồng Nai, mình di chuyển đây khoảng tầm là 97 cây. Tất cả những cái số km này em đều đo thực tế trên Google Map, nên là thông số là đúng 100% nha cô chú anh chị ơi. Còn cô chú anh chị nào mình ở đâu thì mình hãy cộng vào cái số km này nha. Ví dụ như mình ở cuối trung tâm thì mình gõ vị trí, từ vị trí của cô chú anh chị mình ở, mình gõ ra vị trí trung tâm đó thì nó sẽ ra bao nhiêu cây, là cô chú anh chị mình cộng lại nhá, xem là từ cô chú anh chị mình di chuyển xuống cái căn nhà này là bao nhiêu cây thì nó sẽ rõ nhất. Còn mọi thông tin pháp lý thì đều được em đã test và kiểm tra hết rồi, tất cả đều hợp lý nha cô chú anh chị ơi. Đất ở thì là quy hoạch là đất ở nông thôn chứ không có bị dính quy hoạch đường hay gì hết nha. Đó. Trên sổ ấy, thì cô chú anh chị có thể thấy là sẽ trừ hành lang mất mấy mét nha cô chú anh chị ạ. Đó. Đây em mời cô chú anh chị mình nhìn nha. Còn bây giờ em xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.